Vâng, từ Gỗ Trung Kiên xin gửi lời chào tới tất cả anh chị nhé, theo dõi buổi video đấy, một video giới thiệu sản phẩm của bên em ngày hôm nay nhé. Đấy. Từ Gỗ Trung Kiên xin chào cả anh chị ạ. Và buổi sáng hôm nay ạ, bên em lên video giới thiệu với anh chị một tác phẩm, một cụ di nặng ngồi dưới bóng tùng chế tác trên chất liệu là gỗ hương tan, hàng liền nguyên khối. Và trước tiên đi gần đến tác phẩm thì em cũng xin thông báo giá và kích thước để chị có thể là cân đối không gian phòng khách và với cái giá tiền, với cái số tiền hiện tại mình đang có. Vâng ạ, kích thước là cao là 88 ạ, ngang là 63, chiều sâu là 43 và giá hiện tại bên em đang giao lưu với giá là 11 triệu đồng. Và bên em bao ship trực tiếp đến tận nhà anh chị luôn ạ. Và bên em sẽ đi gần đến tác phẩm để có thể là giới thiệu kỹ đến anh chị ạ. Đây anh chị ơi, trước tiên này, mình hãy nhìn diện mặt của cụ này. Cụ đang nở một nụ cười vô cùng hoan hỉ nhá. Đấy, chất vân chất gỗ thì sáng cực kỳ luôn rồi. Đấy, trên cổ cụ thì đang đeo một chuỗi tràng hạt cực kỳ tuyệt vời luôn rồi. Và tác phẩm này thì đang chế tác cùng với cả Tam Phúc anh chị nhá. Tượng trưng cho là phúc lộc thọ đây anh chị ạ. Vâng, tác phẩm này thì cụ đang ngồi trên một đống tiền cực kỳ lớn nhá, siêu to siêu khổng lồ luôn. Đấy, chất vân chất gỗ thì tuyệt vời rồi. Và bên trên thì sao? Đấy, một tán tùng này được chế tác này cực kỳ là tỉ mỉ nhá, kênh bóng sắc nét tuyệt vời luôn anh chị ơi. Đấy, tác phẩm này với cái giá là 11 triệu đồng mình bỏ ra thôi, nhận lại được những cái gì đây? Đấy, những cái đường đục để sắc nét này, chất vân chất gỗ quá tuyệt vời luôn, sáng lạng luôn anh chị nhá. Và đây, em xin quay mặt sau để anh chị có thể là cân đối thêm với tác phẩm nhá. Đây, một cái phôi gốc này, lũa cực kỳ là giá anh chị nhá. Đấy, bên em vẫn còn để cái phần tự nhiên này để anh chị có thể là chơi được cái chất tự nhiên của nó nhá. Đấy, tác phẩm này thì quá tuyệt vời luôn rồi anh chị ơi. Đây, vân này, vân veo thì quá là tuyệt vời luôn, chun sụn này. Đấy, tác phẩm này thì chấm hết rồi anh chị nhá. Đấy, và em xin báo lại kích thước và cũng như là giá để anh chị có thể cân đối lại một lần nữa và cũng như là ủng hộ em này. Vâng ạ, kích thước là cao 88 anh chị nhé, ngang là 63 và chiều sâu là 43 và giá hiện tại bên em giao lưu với giá là 11 triệu đồng và bên em bao ship nguyên ship đến tận nhà anh chị luôn. Và anh chị nào mà chưa có những cái tác phẩm để trưng chơi trong không gian phòng khách nhà mình thì đây ạ, một tác phẩm, một cái kích thước rất là cân đối chị nhé, anh chị hãy lựa chọn để dinh về để không gian phòng khách nhà mình thêm đẹp thêm lộng lẫy. Vâng ạ, một cụ di lạc rất là hoan hỉ từ trên xuống dưới đây chị ơi. Từ thần thái diện mặt của cụ đây ạ, vâng, rất là tươi cười anh chị nhá. Vâng ạ, và bên trên đây là một cái cây tùng anh chị nhá, thể hiện là bách niên giai lão, thể hiện một cái gia đình đây chị ơi. Vâng ạ, thể hiện một cái mái nhà anh chị nhá. Một tác phẩm rất là đẹp, phôi gỗ thì hàng liền nguyên khối đây ạ. Vâng ạ, mặt sau đây, sau lón lá đây là chun sụn đấy chị nhá. Một tác phẩm rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và anh chị nào mà quan tâm đến sản phẩm bên em thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em qua hai số điện thoại ạ: 0822338345, 0944812986 chị nhá. Để anh chị có thể là sở hữu tác phẩm và di trực tiếp tác phẩm về. Vâng ạ. Và anh chị nào mà có thời gian rảnh thì hãy ghé qua bên em. Đồ gỗ Trung Kiên ạ, thuộc quốc lộ 38, làng nghề Mộc Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, để có thể là ngắm một tác phẩm và nhiều tác phẩm đẹp bên em hơn nữa để có thể là sở hữu và dinh và ủng hộ bên em anh chị nhé. Vâng ạ, và bên em cũng xin kết thúc video tại đây. Vâng ạ, và cảm ơn tất cả anh chị đã vào theo dõi video bên em ạ. Xin chào tất cả anh chị. Và hẹn anh chị ở những cái buổi video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.